tim, đọc theo mẹ nghe. Màu xanh tệ. Màu đỏ tệ. Bà Tị, bà định làm hết việc của dân vùng này luôn á hả? Thằng Tim đi học rồi, cho nên tôi cần có nhiều công chuyện xíu. Trời ơi, tôi thấy thằng Tim nó khùng muốn chết luôn à, đi học vậy? Thì nói tôi sao cũng được, đụng tới con tôi không có tha đâu nghe. Tôi nói không đúng hay sao? Cả cái làng này không biết nó khùng. Tự kỷ là sao bác sĩ? Cái bệnh này có trị được không? Chị Tuệ, chị là người hiểu rõ nhất. Cháu không thể tiếp tục học ở đây được nữa. Ông Giang, ông khùng quá. Tự khiêng mấy cái nhẹ đi, mấy cái nặng để tôi. Tôi giống bạn bè bình thường thôi hả? Trời. Gì trời? Thì tiền cho con Tim đi học đó. Tôi muốn mọi người nói tôi lợi dụng ông. Sao vậy? Điều cần thiết và quan trọng nhất bây giờ là chị phải nhập viện gấp. Em không muốn xa con lúc này. Tại sao lại là em vậy? Giữ giùm tài sản của tôi á. Thằng Tim nó cần có một người cha. Anh có chắc là yêu thương thằng Tim và lo lắng cho nó hết cả cuộc đời của anh hay không? Anh không cần biết. Anh chỉ muốn được cùng em chăm sóc cho thằng Tim thôi, cho dù có một ngày thôi. Tại sao chị lại chọn chương trình này? Tôi chỉ mong là con tôi sống tử tình hơn. Con chính là trái tim của mẹ. Mẹ yêu con. Dù có thế nào đi chăng nữa, mẹ cũng không bao giờ từ bỏ hy vọng. Không bao giờ.